Hai anh em mình xin kính chào quá chị bạn. Xin chào. Trước tiên đây hai anh em mình cũng xin kính chúc quá chị bạn được thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Ba, lâu quá không ăn dịp lâu hết ba. Tái lại hả? Tái lại, nhưng mà lúc trước anh ăn là 60 hộp cũng có, 50 hộp cũng có. Nhưng mà bốn mấy 50 phút là dài quá. Hôm nay anh ăn 50 hộp. 25 phút. Sao? Trời à. Sao không? Có người lột sẵn cho anh luôn. Rồi. Rồi ha. Rồi. 25 phút, 50 hộp dịch mà anh hết trước 25 phút. Anh có hai tờ bát này uống phơi ha. Ừ. Nhét ở đây ha. Ừ, nhét lại đi. Nhét đây được không? Ừ, thì nhét ở đây đi, đừng nhét túi. À, ok, hai anh em đếm anh ba. Ba. Tiếp lần 5 năm anh ba. Thế vậy? 5 phải không? Ừ. 10. 15. 20. 25. 30, nóng hỏi luôn. 30 phải không? Ừ. 35. 40. Giờ nóng quá. 45. Rồi, vừa đủ 50. Rồi. À, vậy là lò này bán chính xác. Ừ. Với lại nãy giờ em luộc, không có ai đi tới lui. Không có không, không có thằng Tung hả? Hả? Không có thằng Tung, phải có thằng Tung lụm rồi. Rồi, lọc cho em ba. Lọc trước đi, lọc qua trước đi. À, lọc qua tới Tung. Rồi, rồi mời ra. Cái này luôn ha. Đúng rồi. Chơi luôn. Lấy cái số lượng tới 50 phòng. À, chưa ấy đâu không? Ừ. Chưa bán mình. Số lượng 50 phòng thì có thể mình cái gì em? Để em lọc cho. Dạ. Ừ. Cái 50 hộp thịt lộn mà mình tới anh em ăn cái mời luôn thì 50 hộp này là nó nặng bụng dữ lắm. Dạ, nóng quá. Dạ. Nói ra mình sẽ loại bỏ cái phần mời tại số lượng hộp thịt quá lớn, 50 hộp. Anh Sơn điếm rồi đó, em đừng bao giờ em lùm để cho miệng nha Tung. Có lộn thì lộn mấy cái phần mời á. Đúng không? Ừ, em biết lắm mà. Vậy có lọt có mùi thơm thì cứ bỏ vô dĩa nha. Ủa sao em ấy mà sao mà em chảy nước miếng mà chúng ta. Ngon quá nha. 50 hộp. Lọt xong rồi mới ben cho anh ta hả? Không, tầm vậy là được rồi đó ta. Trời ơi. Phụ anh ta ăn nhanh lắm á Tung ơi. À, tốc độ 25 phút á. Anh ăn nhanh lắm thì lọc không có kịp đâu. Để thêm ba tay nữa lọc ra. Anh ta chuẩn bị cho anh ta. Chuẩn bị xong chưa? Rồi. À, Sơn cũng mệt, không mệt. Thôi anh ba. mời cô chú anh chị bạn dùng hủ vịt lộn. À, chúng ta đại diện ba. Có anh ba mình đại diện gì? Lụm nha. Chuẩn bị nha. Chưa. 25 phút bắt đầu. Vừa cái muỗng rồi Tung. Anh cứ lột đi, có phần mời cởi đấy Tung. Em đưa qua đó luôn đi. Để đây. Em lấy cái này em bỏ vô hộp dịch chú đây. Rồi. Tiếp rồi giống cây luôn. Rồi án cái mặt á. Án cái mặt đẹp trai luôn mà. Đẹp trai. Đấy, chọn cái thêm cái nĩa được rồi. Đổ qua cho ba luôn. Ai ăn thử 50 hộp này là thử coi bao nhiêu phút. Lúc trước á lần đầu là tới 40 phút.
Rồi anh thấy anh ba ăn cái em lột mà em rung sao không kịp. Người ăn hai người lột mới kịp, quá sức. Thì ta đập nó có cái gì nuốt miếng ực được thấy. Thấy gõ gàng quá không? Thấy gõ gàng luôn. Lột dịch mà nuốt miếng thì kỳ quá. Thôi ăn 50 cái mời này em ơi. 50 cái mời này căng lắm ạ. 50 hộp vịt lộn ăn được chứ mình ăn được nhưng mà bình thường luôn. Còn mà ăn mà 50 cái mời là không được bình thường. Nó sẽ nặng bụng dữ lắm. Chứ không loại mè hả? Chút lấy nĩa lỗi sao không được. Lấy nĩa lỗi hai cái nĩa. Không kịp cho anh ba ăn kìa. Lấy cái nĩa cái mổ em coi đút tay vô tôi. Đúng rồi. Anh ba ăn mà nó rung dữ vậy không biết. Chị lột mà chị rung thấy gì. Chị sợ không chị. Tay rung sẵn rồi sợ rồi. Hai người lột không kịp bốc ăn luôn. Em ấy cho em xin cái mời em làm trước nha. Em nốt dữ lắm nãy giờ dữ lắm rồi. đổ qua cho ba luôn tôi. Đổ hết dĩa qua đi. Nói chủ lò là lựa con bự bự chút cho ít cái mời nhỏ lại nhưng mà có tổng chút 12 hộp con nhỏ. Đây là cái con bự được có 38 hộp, 12 hộp là con nhỏ. Để lại đi. Rồi, lúc này ăn nhanh thiệt. Cái lúc cấp đây 5 mấy tháng anh ba ăn là 50 hộp, 4 mấy phút. Thử coi anh ba ăn 50 hộp là bao nhiêu phút. Cái đó y từ ăn 60 hộp lận. Mà 50 hộp mình nghĩ là cũng là vừa no y. Mà nhiều lúc cũng phải cái cơ địa nữa. Cơ địa trong khi mà lúc còn khỏe thì ăn được nhiều. Còn lúc không khỏe ăn cũng được ít. Ăn không được nhiều. Đây, xong luôn. Nha. Rồi, còn... Vậy là hai người lột hoàn thành. Bây giờ còn hai dĩa này. Hay quá anh bơi. Làm thêm chanh không em làm cho. Được rồi. Hay quá anh bơi. Thì kỷ lục luôn, kỷ lục cái hồng dịch luôn. Kỷ lục cái hồng dịch luôn. Mày đứng đây chứng kiến, chứng kiến anh ba phải không? Có, nãy giờ đọc hồng dịch dầm có được sĩ nào không? Dạ hả? Chắc có mà anh ba nó cũng thương em mất mà. Có mà. Em cứ đứng chờ đi. Mình nghĩ là anh ba thắng rồi, 25 phút rồi đi hết ngọt. 50 hộp. Đây cho bác xếp lục hậu luôn, cho nó rõ.
kỷ lục trong kênh ẩm thực đồng quê, cho mình không dám nói kỷ lục ở đâu. Đầu thì bốn mấy phút, lần này gốc phải nói là không biết đường tính luôn, chưa hết chưa biết đường tính. Một phát từ sớm giờ luôn. Trời ơi, nói tông đâu rồi, tại cái vụ hổm cá vụ cổng đó. Chị Trâm đâu rồi, cái dạ của em đây lên lại cổng tao về anh về nhà coi nha, bữa nay nè em đứng nhà nghỉ gì tông đâu rồi. Đây để em tặng cho anh sĩ 50 gì đi. Bữa nay không giống cá ha chị Tu, cổng hổm mệt cá. Quá giờ không giống cá nữa không? Nặng quá anh ơi. Nặng quá hả? Rồi cái bụng của bóc không rồi chứa hết 3-4 kg rồi em ơi. Ăn không có thở luôn trời. Anh thấy sợ luôn trời, không có thể thở, không thấy ngó ai luôn. Bà này quá ăn không có thở luôn, thiệt tình luôn, mình để ý không có thở luôn. Cái nước đó là cái chắc tinh tí của ơi, hấp hết nước đó. Luôn rồi. Chưa được 9 phút nữa xong rồi. Thôi ơi xong rồi, nhìn ta ăn mà kêu trời. Không, cái này hôm nay mình tự sức phát luôn, thiệt định luôn. Rồi, nghỉ bạc luôn. Chúc cho anh sĩ uống khỏe anh Tôn. Dạ, công dạ. Công à, hay quá Tôn ơi. Dạ. Quá hay Tôn ơi. Công nhân anh ba anh ăn học thịt, mình thấy mình phải nói là nãy thiệt, ăn tốc độ khủng khiếp. Hey. Món học thịt lộn là món ưa của anh thôi mà. Món ưa à. Nghĩa hả? Mà ăn 50 học không ơi Chanh? Chưa. Mình thấy tính bơ, rõ ràng, mình thấy tính bơ rõ ràng. Còn hỏi mà y tế là nhìn cái mặt á là có cái biểu cảm mình nhìn mình thấy. Giờ thấy mà nếu mà nó tới rồi cái giờ thấy mặt muốn buồn ngủ à. Ừ, giờ cái mặt có biểu cảm mình nhìn thấy thì con này không có biểu cảm gì, gọi là mà no quá. Mặt còn mù sưng mà. Dạ, ok. À, mấy anh em đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn suốt thời gian qua ủng hộ mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe dần đang chờ lên.